Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 25.000 cái token Kittycoin nhé. Thì đây là một cái dự án chain của Mimicoin ở trên nền tảng Solana, rất là tiềm năng. Rồi và để đăng ký được cái dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả này. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Ở đây thì mọi người sẽ điền họ tên này, dưới là địa chỉ email và dưới là mật khẩu. Sau đó bấm vào tôi không phải là người máy và bấm chọn sign up. Rồi sau khi mọi người bấm chọn sign up xong thì nó sẽ gửi cho mọi người một cái mail để xác nhận mail nhé. Thì mọi người sẽ mở mail để confirm cái mail đó ra. Rồi sau khi confirm xong thì mọi người sẽ sign in vào cho mình. Rồi sau khi confirm mail xong thì mọi người sẽ sign in lại nhé. Tức là đăng nhập lại này. Thì ở đây mình đã đăng ký rồi, mình sẽ đăng nhập vào luôn. Rồi khi đăng ký xong ấy thì mọi người sẽ nhận ngay được 25.000 cái token Kittycoin này. Đó, thì ở đây thì mọi người nếu mà mọi người muốn mua cái đồng token này thì mọi người có thể bấm vào cái chữ buy coin này nhé. Ở đây thì mọi người có thể mua và tối thiểu là 25 đô la này. Đó. Thì cái dự án này cũng là tương đối tiềm năng thì nó sẽ sớm sẽ list các sàn thôi. Để xem là thì những cái thông tin của dự án thì mọi người có thể tham khảo trên trang web này nhé. Ví dụ vào cái mục Bitcoin Affiliate này, các kiểu này. Rồi thì bây giờ sẽ quay trở lại. Thì ở đây thì mỗi một rep thì mọi người sẽ nhận được là 20.000 nhé. Và 5 rep sẽ nhận được 100.000. Rồi ok, thì đây là cái đường link chuyển rep này. Mọi người sao chép cái đường link này để đi chia sẻ nhé. Và nhận thêm cái đồng token Kittycoin này. Hoặc là ai mà không chia sẻ được ấy thì có thể là mua, bởi vì với mình thì theo mình cái dự án này nó cũng tương đối là tiềm năng nên mọi người cũng có thể mua hold chờ nó list sàn rồi bán. Rồi thì tiếp theo thì mọi người cần phải cập nhật cái địa chỉ của ví Solana nhé. Thì nếu ai chưa có ví Solana thì hãy đăng ký và cài đặt cái ví Solana cho mình. Rồi ok, thì ở cái ví Solana thì mọi người sẽ vào ví Solet.io cho mình này. Đây nhá, mọi người sẽ vào ví Solet.io, hoặc ai chưa có thì sẽ có thể là đánh theo cái đường link này và tạo một cái ví mới. Rồi sau đó thì sẽ đăng nhập vào cái ví Solet.io thôi. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái Sol này. Đó, và bấm vào chữ Resave này. Rồi sau đó thì sẽ copy cái địa chỉ ví Solet.io này nhá. Đó, tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại cái trang web của nó. Để chờ một chút. Rồi, mọi người sẽ quay trở lại cái trang web của nó nhé. Thì mọi người sẽ bấm vào cái dấu ba gạch này cho mình nhỉ. Chọn cái mục Dashboard này. Rồi, thì ở đây thì mọi người sẽ kéo lên để cập nhật cái địa chỉ nhé. Đây này. Đó, thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ ở đây. Dán cái địa chỉ ví Solana ở đây và bấm vào chữ Confirm. Thì nó sẽ lưu lại cái địa chỉ này. Và sau này khi mà cái đồng token này nó rút được thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn cho mọi người rút cái đồng token này về ví Sol nhé. Thì hiện nay thì nó cũng chưa nói là cái min rút của cái này là bao nhiêu lên thôi. Mọi người cứ làm đi và cố gắng là chia sẻ nhé để nhận thêm cái đồng token. Nhận càng nhiều cái đồng token này thì khả năng rút và cao. Mình nghĩ rằng là chắc chắn là nó sẽ phải hơn 25.000 nó mới cho rút. Nên mọi người cố gắng chia sẻ nhé. Hoặc là có thể mua nhé. Ok, như vậy là mình đang hướng dẫn xong cho mọi người một cái dự án rất tiềm năng ở trên cái mạng Solana. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.